Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 17 đến câu 29. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhưng dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con cái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con." Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Đầu ông Gioan tẩy giả." Lập tức, cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tẩy giả tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống hoàn toàn đúng nghĩa của một vị ngôn sứ chân chính. Đích thực, ngài đã hoàn toàn đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã không sợ hãi lớn tiếng trước mặt các vua chúa. Ngài đã hiến mạng sống cho công bình và chân lý. Thánh Gioan Tẩy Giả đã vạch mặt chỉ tên mọi người sống bê tha và tội lỗi. Lời rao giảng sám hối và phép rửa cải tà quy chính, cải hóa nội tâm của ngài đã nói lên một sự thật muôn đời: tất cả đều phải sám hối và ăn năn. Thánh nhân đã không chùn bước trước những thế lực mạnh nhất lúc đó là Herode. Ngài đã can đảm nói lên việc Herode cướp vợ của anh mình là Philippe, nàng Herodia. Sự can đảm và cương quyết của ngài đã bị cường hào đè bẹp chỉ về lời hứa thật đê hèn và thô bạo. Nhưng cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả đã minh chứng cho chân lý ngàn đời: sự thật sẽ giải phóng tất cả. Trong xã hội ngày nay, vì mưu mô thâm độc mà chúng ta coi thường công lý, bóp méo sự thật, đổ lỗi lòng vòng cho nhau chứ không phục thiện mà nhận lỗi, chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, dám chơi nhưng không dám chịu, hèn nhát, nhỏ mọn và ích kỷ. Quả thật, sự thật mất lòng nhưng không thể không nói, phải là người có đủ bản lĩnh và can đảm mới dám nói ra, bởi vì nói ra có thể bị thù ghét, thậm chí là nguy hiểm. Ai cũng sợ nguy hiểm, nhưng vì sự thật chân chính mà người ta có thể can đảm. Hơn nữa, Thiên Chúa là đấng luôn thẳng thắn và thật thà. Ngài không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta can đảm bảo vệ chân lý và công lý. Lạy Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả là người dám sống
vì Chúa và vì nước trời, để làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con luôn can đảm sống cho chân lý đức tin của Ngài, để môi trường bớt đi sự giả dối và nước Chúa được hiển trị. Amen.